2 giờ sáng nay ngày 16 tháng 10, Atlanta Braves làm khách trên sân vận động của Philadelphia Phillies trong game thứ tư của loạt trận Division Series. Để thua 2 trận trước Phillies, nhà vô địch của MLB 2021 không được phép sẩy chân. Ném bóng cho Phillies ngày hôm nay là thần sấm Noah Syndergaard, còn Atlanta Braves đặt niềm tin vào tay ném Charlie Morton. Ngay từ cuối hiệp 2, center fielder Brandon Marsh đã nện quả bóng chày ra xa hơn 120m khỏi sân vận động, mang về cho Phillies 3 điểm từ rất sớm. Nhà vô địch Atlanta đáp lễ bằng cú solo home run của chốt 2 Orlando Arcia ở đầu hiệp, thì Phillies ngay lập tức đối lại bằng một cú solo home run khác của catcher Real Muto ở cuối hiệp 3. Cơn mưa home run vẫn chưa dừng lại. Đầu hiệp 4, chốt 1 Matt Olson ghi thêm một cú solo home run giúp Atlanta gỡ lại 2-4. Khoảng cách lúc này chỉ có 2 điểm, cơ hội của Atlanta vẫn còn. Cho đến khi cuối hiệp 6, hàng công đáng sợ của Phillies thức tỉnh và làm điều mà họ liên tục làm từ những game gần đây, đó là liên tục ghi hit. Bryce Hoskins ghi single, Real Muto ghi single, Bryce Harper ghi single và cách biệt giờ đây đã lên tới 5 điểm. Một kịch bản cứ tựa tựa như những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Đầu hiệp 7, Travis Dano ghi solo home run, nhưng sau hiệp 8, Bryce Harper của Phillies đã lại vã cho Braves thêm một cú solo home run khác, dập tắt hy vọng của đội bóng Atlanta. Thua 3-8, nhà vua của MLB 2021 chính thức băng hà. Dù đã có một mùa giải không tệ khi đánh bại đối thủ New York Mets để dẫn đầu thành tích 101 chiến thắng ở regular season, nhưng trước sự xuất sắc bất ngờ của Philadelphia Phillies, Atlanta Braves đành kết thúc hành trình bảo vệ ngôi vương của mình tại vòng Division Series. Trận đấu thứ hai diễn ra vào ngày hôm nay là Game 3 Division Series giữa Houston Astros và Seattle Mariners. Các bạn còn nhớ chỉ mới hơn một tuần trước vào ngày 8 tháng 10, trận đấu giữa Tampa Bay Rays và Cleveland Guardians trở thành trận đấu đầu tiên trong lịch sử postseason bước vào hiệp 15 mà cả hai đội đều không ghi điểm không. Các bạn có thể quên luôn trận đấu đó đi vì hôm nay chính kỷ lục đấy đã bị phá. Trong trận quyết chiến vào ngày hôm nay, Astros và Mariners đã hòa nhau không đều đến tận hiệp 18 trong suốt 6 giờ 22 phút liên tục. Các tay đập của hai bên đã lên đập đến tận 123 lần, bị strikeout đến tận 42 lần và ghi hit đúng 18 lần. Cả hai bên, một bên thì buộc phải thắng, còn một bên thì không muốn dây dưa thêm tới game thứ tư, đã dốc cạn toàn bộ nhân lực cho trận đấu này. Houston Astros sau khi dùng tay ném khai cuộc Lance McCullers Jr. sau 6 hiệp, họ dùng tiếp 6 tay ném cứu viện và tới hiệp 13 thì tung luôn cả pitcher Luis Garcia, vốn là một pitcher khai cuộc và ném liền 5 hiệp. Còn với Mariners, cộng cả tay ném khai cuộc của họ thì đội bóng này đã phải dùng tới cả 10 tay ném, dốc cạn dàn bullpen để quyết khô máu với Houston Astros. Tuy nhiên rất tiếc tay ném cuối cùng trong dàn cứu viện của họ đã không còn cơ hội được ném nhiều hơn nữa vì ở nửa đầu hiệp 18, Astros đã có điểm đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng của trận đấu nhờ công của trận ngắn Jeremy Pena. Sau 18 hiệp dài đằng đẵng, Mariners đành chịu thua cuộc 0-1 trước Houston Astros và chính thức dừng bước tại postseason năm nay, postseason đầu tiên của họ sau suốt 21 năm. Quá đáng tiếc cho Mariners khi họ đã không thể tận dụng được lợi thế quá lớn ở game 1 để cho Astros lội ngược dòng. Giá như họ không để cho Jordan Alvarez ghi home run 3 đĩa vào ngày hôm đó, tình thế hôm nay đã có thể rất khác. Dù sao cũng dành lời khen ngợi cho ý chí không bị khuất phục của họ vào ngày hôm nay. Họ có thể rời giải đấu mà ngẩng cao đầu và mong về mùa giải may mắn và thành công hơn vào năm sau. Chuyển sang trận đấu diễn ra lúc khoảng 6 giờ sáng nay, New York Yankees làm khách tại sân vận động Progressive Field của Cleveland Guardians tại game 3 loạt trận khu vực. Sau khi hòa nhau 1 thắng 1 thua, đội nào thắng cuộc ngày hôm nay sẽ giành lấy lợi thế rất lớn trong game 4. Cuối hiệp 1, Guardians ghi điểm đầu tiên sau một cú double và hai cú single liên tiếp. Cuối hiệp 2, Guardians lại ghi thêm điểm nữa sau cú single của Steven Kwan. Đến lúc này, con quái vật của Yankees thức tỉnh sau chuỗi hạn hán hit. Aaron Judge, chủ nhân của kỷ lục 62 home run một mùa giải, phang một quả home run 2 điểm, xa hơn 130m ra khỏi sân vận động Yankees, cân bằng tỷ số trận đấu chỉ trong một cái nháy mắt. Không chịu thua đồng đội mình, left fielder Oswaldo Cabrera cũng phóng một cú home run 2 điểm nâng tỷ số lên 4-1. Đến đây, các ông cũng có thể nhìn thấy hai trường phái tấn công quá khác nhau giữa hai đội. Một đội ghi điểm nhờ những cú home run trái phá, còn một đội lại chơi bóng nhỏ, ghi điểm bằng những cú single và đi ăn cướp chốt nhà người ta. Cuối hiệp 6, Guardians ăn được một điểm nhờ single, thì đầu hiệp 7, Yankees tiếp tục ghi một điểm cũng nhờ solo home run của Harrison Bader. Đến đây, tỷ số đã là 5-3. Đến một fan trung lập như tôi, cũng nghĩ rằng Yankees kiểu gì cũng thắng. Đây đã là số mệnh, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Thì một lần nữa tôi đã nhầm. Một định lý bất di bất dịch trong bóng chày, đó là chơi đến hiệp 9 thì không được gáy. Các ông có tin nổi không? Yankees để cho Guardians ghi tổng cộng tới 5 cú single. 5 cú single đi 3 điểm, thắng chung cuộc 5-6. What the heck? Các ông có tin nổi không? Guardians ghi tổng cộng tới 15 hit trong trận này, so với chỉ 5 hit nhờ 3 cú home run của Yankees. Quá sức kinh khủng. Tôi không biết ngộ nhỡ mà Guardians vào World Series mà gặp Phillies thì sẽ ra sao nữa. Còn tạm thời, trước mắt Cleveland Guardians tạm dẫn trước New York Yankees 2 thắng, 1 thua.
Trận đấu cuối cùng vào sáng nay, Los Angeles Dodgers và San Diego bị dời lại một xíu do thời tiết xấu. Quái vật của San Diego Padres là Joe Musgrove quay lại để quyết kết liễu Dodgers trong game 4. Tuy nhiên, khác với dàn bat của Mets trong loạt wild card, dàn bat của Dodgers đã gây ra những khó khăn nhất định cho Musgrove. Anh em trọn 6 hiệp, strikeout 8 lần, tuy nhiên để mất đến 6 hit và 2 điểm. Hai điểm bị mất đấy vẫn là do tay đập đáng sợ Freddie Freeman gây ra nhờ cú double ở đầu hiệp 3. Trong lúc Musgrove cổ ra ném bóng thì hàng tấn công vẫn im lặng trong suốt 6 hiệp liên tục. Hiệp 7, sau khi để cho Dodgers ghi một điểm nhờ flyball hy sinh, thì mấy anh nhà San Diego mới tỉnh dậy. Sau pha walk đầu tiên của Profar lên chốt 1, Padres lần lượt ghi single, single, double và single nhận những tay đập như Austin Nola, Harrison Kim và Juan Soto, cho đến khi chuỗi hit đấy bị chặn đứng vì một strikeout và một flyout. Lúc này tỷ số mới là 3-3 thôi, đấy là giống như là bọn Yankees chưa ăn mừng sớm được. Để cho chắc ăn ấy, thì Jake Cronenworth bôi cho Dodgers một quả single nho nhỏ giúp đồng đội của mình ở chốt 2 và chốt 3 chạy về ăn 5-3. Lúc này thì mới bắt đầu gáy được rồi, tại vì rất khó mà ăn điểm từ dàn bullpen Padres dạo gần đây. Và đúng như thế luôn, 6 tay đập của Dodgers lên đánh thì 6 tay đập bị loại. Padres chốt sổ quá nhẹ nhàng. Thêm một lần nữa, chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ Dodgers 5-3. San Diego thẳng tiến vào vòng chung kết giải National League để gặp đội bóng vừa phế truất vị vua 2021 trước đó, Philadelphia Phillies. Vậy là vòng Division Series đã gần như khép lại. Chúng ta đã biết được đích danh 3 đội bóng sẽ có mặt trong trận chung kết giải National League là Phillies và Padres. Còn phía bên National League là Houston Astros. Trận game 4 của loạt Division Series cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày mai khoảng 6 giờ Việt Nam. Các bạn có thể ghé thăm một community bài viết cộng đồng của bóng chơi Nước Quýt để lấy link xem trực tiếp các trận đấu. Nếu thích video này, đừng quên like, share và subscribe cho kênh để đón xem những tin tức mới nhất về vòng loại trực tiếp postseason 2022 nhé. Mình là bóng chơi Nước Quýt và let's play ball! Bye bye!